Hội thảo quốc tế đầu tư phát triển thị trường nông sản và du lịch nông thôn ở đồng bằng sông Cửu Long đã diễn ra vào sáng nay tại trường Đại học Cần Thơ. Hội thảo do khoa kinh tế của trường phối hợp với các đơn vị hữu quan tổ chức để góp phần giúp các nhà khoa học, nhà quản lý và chính quyền địa phương có thêm góc nhìn đa chiều để góp phần phát triển đồng bằng sông Cửu Long. Đồng bằng sông Cửu Long là vùng sản xuất nông nghiệp trọng điểm của cả nước. Đây cũng là vùng có nhiều tiềm năng về du lịch, nhất là các sản phẩm du lịch nông nghiệp. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân nên những thế mạnh của đồng bằng sông Cửu Long vẫn chưa được khai thác đúng mức. Tại hội thảo, bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến, các chuyên gia đến từ viện FNF Đức và các trường đại học trong và ngoài nước đã phân tích thực trạng, những điểm nghẽn của thị trường nông sản đồng bằng sông Cửu Long, đồng thời chia sẻ nhiều kinh nghiệm như đầu tư công nghệ thông tin, truyền thông phục vụ xuất khẩu nông sản, vận dụng các chính sách và hiệp định thương mại tự do trong xuất khẩu nông sản, giải pháp cho dịch vụ giao hàng tận nhà đối với các trường hợp của nhà bán lẻ tạp hóa đa kênh ở đồng bằng sông Cửu Long, phát triển nông nghiệp hữu cơ và xu hướng tiếp cận nông sản sạch của người tiêu dùng cũng là nội dung được hội thảo quan tâm. Trong rất nhiều giải pháp nhằm khơi dậy tiềm năng và phát triển thị trường nông sản, thị trường du lịch ở đồng bằng sông Cửu Long, giải pháp thị trường để bình ổn giá bán lúa cho nông hộ được xem là điều kiện tiên quyết. Nông nghiệp là sản xuất ra các loại sản phẩm là phục vụ đời sống thực chất của con người, và đồng thời nông thôn là địa bàn mà an ninh quốc phòng bảo vệ đất nước mình, cho nên là đảm bảo đời sống của bà con là rất là quan trọng. Đồng thời bà con là chiếm cái bộ phận rất là lớn trong dân số, và chúng ta chỉ có thể là phát triển kinh tế khi đại bộ phận dân số có thu nhập cao hơn và ổn định sản xuất và tiếp tục làm tốt cái trọng trách của mình với vùng và với đất nước. Đối với phát triển du lịch nông thôn, vấn đề marketing địa phương gắn với du lịch, tiềm năng phát triển du lịch nông nghiệp công nghệ cao, vấn đề xây dựng hình ảnh điểm đến tới sự hài lòng của du khách được các đại biểu phân tích khá kỹ tại hội thảo này. Trong cái nhóm về tác giả, tôi cũng có nghiên cứu về cái tác động về hình ảnh điểm đến để về vấn đề về cái du khách nội địa. Trong đó thì trong cái nghiên cứu nó cũng nhấn mạnh đến vấn đề về cái ba cái hình ảnh, đó là cái vấn đề về cái hình ảnh về nhận thức, hình ảnh về cảm xúc và cũng như là điểm đến, và nó tác động như thế nào đến cái sự hài lòng của khách cái nội địa. Về cái hình ảnh thì có xây dựng về cả nghĩa đen và nghĩa bóng. Hội thảo là diễn đàn bổ ích đã làm rõ thêm nhiều vấn đề và tập hợp nhiều giải pháp khả thi để đồng bằng sông Cửu Long phát triển bền vững hơn trong thời gian tới.